chào mừng tất cả quý anh chị em bạn bè, cô dì chú bác xa gần lại trở lại với kênh của cửa hàng xe máy Đinh Đoan ạ. Mọi người ơi, hậu của 20 tháng 10 có gì vui không ạ? Mọi người cùng chia sẻ với em Hiền cho vui nha mọi người ơi. Lời đầu tiên kính chúc tất cả quý anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác xa gần bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Và mọi người ơi, đến hẹn lại lên ngày hôm nay ngày 21 tháng 10 2020, xe máy Tinh Đoàn lại tiếp tục làm clip để giới thiệu tới tất cả quý anh chị em, bạn bè xa gần những chiếc xe đã có mặt tại cửa hàng để phục vụ tất cả quý anh chị em và các bạn. Nếu mọi người đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống địa chỉ số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Thị Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, và điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Tinh Đoàn 0906308911, 0967424911 nha mọi người. Em Hiền xin nhắc lại 0906308911 hoặc 0967424911. Vâng, con đường quen thuộc, con đường Nguyễn Thị Phương luôn tấp nập và nói chung là dòng người qua lại. Đối diện với cửa hàng xe máy Tinh Đoàn là Vietphone VN, và với khách sạn bên này là gọi khách sạn gì đây? Vâng, khách sạn Phố Hiến nha mọi người. Hướng về bên này là hướng về chợ Di An 1, và xa xa hướng về bên này là chợ Di An 2, cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Trống Thần. Mọi người thấy hôm nay em Miền có gì khác không ạ? Vâng, thường ngày nói dòng đã khó nghe rồi, hôm nay hôm qua là hậu của 20 tháng 10 đi hát kara một bữa mà bây giờ nói không ra hơi luôn. Đó. Nhưng mà vẫn phải cố gắng cày cuốc chứ không mọi người. Vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình như một thói quen rồi mọi người ạ. Vâng. Ngày hôm nay em Miền để truy cập những chiếc xe đang có mặt tại xe máy Thanh Đoàn nhá. Đó, những chiếc xe này thì em Miền đã có quay một vài lần. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, xe không phải là dễ gì về liền bán liền đâu đúng không? Phải có 1 vài 3 tuần mới có khách mới mua. Nhiều anh chị em bạn bè thích lại chưa đủ tiền để mua đó. Tất cả anh chị em bạn bè đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, xuống ủng hộ em Hiền với nhá. Bên em Hiền có đầy đủ tất cả các dòng xe để anh chị em và các bạn lựa chọn. Và trước màn hình của tất cả quý anh chị em và các bạn, em Hiền hiện tại có 3 chiếc SH cao và 2 chiếc Atta, SH thấp và là SH1 nha mọi người. Vâng, đây là một chiếc SH 150 ABS phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng SH, biển số thành phố Hồ Chí Minh chính chủ, ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ. Và điều đặc biệt ở đây, đây là SH máu cũ cực kỳ bán chạy hàng. Đó, một trong những dòng xe cực kỳ hot hit luôn. Xe bên em Hiền là bao thuốc bao dọn, xe nào thuốc dọn thì em Hiền cũng nói rõ để tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó nha mọi người. Và chiếc xe đẹp như thế này, đăng ký 2019, thắng ABS cao cấp, mới chạy được 4-5 ngàn km thôi, 4-5 ngàn cây, không phải 45 ngàn cây thưa anh chị em các bạn. Và giá công khai là 88 triệu đồng, bao sổ sơ gốc, nếu anh chị em bạn bè cần sang tên đối chú bên em Hiền hỗ trợ luôn ạ. Và tiếp tục đây là một chiếc SH màu đen dán keo nguyên con, giá bán 63 triệu đồng. SH125 phân khối chính chủ, ghi giấy sang tên nhanh còn lẹ nha mọi người. Đặc biệt toàn bộ đang dán keo. Vâng, và đây là biển số của chiếc SH này, 38C136446 nha mọi người. Toàn bộ đang dán keo, xe đẹp liền lạ. Mấy mẫu xe này thì thực ra đôi khi cũng không cần phải chạy thử đâu, em Hiền bao test bao chạy cho mọi người luôn. Bây giờ mình bán những cái xe lớn tiền thế này mà máy không ngon là thua rồi, vứt luôn, vứt nguyên uy tín của cửa hàng đi ra luôn đi mọi người. Đó, đặc biệt em bên Hiền có hỗ trợ trả góp luôn. Anh chị em bạn bè đang quan tâm dòng xe cũ cần hỗ trợ trả góp thì liên hệ với em Hiền. Chỉ cần đưa trước 30% giá trị xe, chỉ cần chứng minh bằng lái, chứng minh hộ khẩu, photo công chứng hoặc chứng minh hộ khẩu gốc và điều kiện bắt buộc không nợ xấu, 15-20 phút anh chị em bạn bè đã có thể rước xe về đi nha mọi người. Đó, em SH bên này 59N2-22741 thưa quý anh chị em và các bạn. Và đây là một chiếc 150 đời 2016 màu đen. Toàn bộ xe đang dán keo nguyên con nha mọi người. Xe chưa tuốt chưa giòn luôn, zin đét từ đầu tới chân và dán keo nguyên con. Một chiếc xe đẹp xịn trò như ngày hôm nay em Hiền xin phép bán với giá để quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần, với giá chỉ có 60 triệu đồng, 38D11-14007 thưa anh chị em và các bạn. 60 triệu đồng anh chị em bạn bè sở hữu ngay một chiếc SH 150. Đó,
Và đây là một trong những chiếc xe cực kỳ đẹp của xe máy Thanh Đoàn. Một chiếc 150 màu xanh phiên bản Movitas cao cấp nha mọi người. Lưu ý cho bên miền tất cả quý anh chị em bạn bè xuống với cửa hàng bên em Yên. Nếu anh chị em bạn bè muốn mua dòng xe nào đó nhưng chưa đủ tiền, hoặc bây giờ đang thiếu một vài ba triệu thì bên em Yên sẽ hỗ trợ cho thiếu cho mọi người luôn nhá. Và đặc biệt nếu ở xa có thể đặt cọc trước em Yên ship xe về. Đối với anh chị em bạn bè đang sinh sống ở các tỉnh miền Tây đó. Hơi tối một tí nha mọi người. Các tỉnh miền Tây này, ở các tỉnh Long An, Bình Phước thì đặt cọc trước em Yên sẽ gửi xe. Còn nếu anh chị em bạn bè đang sinh sống làm việc ở các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung thì vui lòng chuyển khoản đủ bên em Yên mới gửi xe. Vì bên chưa có nhà xe thu hộ chứ không phải phân biệt đối xử miền này hay là miền kia, đúng không mọi người? Đặc biệt là đang miền Trung đang lũ thế này, mình góp hỗ trợ không được thì không đường nào mà mình lại cản trở vì du khách muốn mua xe đi làm, đúng không ạ? Đó, một chiếc 150 màu xanh GP phiên bản Movitas cao cấp nha mọi người. Chiếc xe này thì bây giờ quay ở đây thì hơi tối một tí, nhưng bản chất của nó cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đến số 60C183732. Và ngày hôm nay em Yên chốt chiếc xe này với giá chỉ có 26.500.000 đồng thôi mọi người ơi. Chiếc xe cực kỳ đẹp, 619 km, và dàn áo dán keo vừa lột đẹp, không tỉ vết không lỗi lầm. Em Yên quay ở đây hơi tối nha mọi người, nhưng em Yên bao che đẹp luôn. Tất cả anh chị em bạn bè ở gần đây trong nghe không bằng một mắt thấy, tốt nhất để xuống đây tải xe máy Thanh Đoàn xem che tải thứ test thử thoải mái cho thầy thử đến trực tiếp test luôn. Và thậm chí anh chị em bạn bè chạy thử một tuần không ưng ra đổi chiếc xe khác và không lỗ ngàn nào. Còn mọi người đừng lo trở lại miền sẽ đổi giá lên, tại vì tất cả xe đã báo giá ở trên YouTube, làm sao đổi giá được cả mọi người. Lưu ý cho bên miền, nếu đổ xe thì vô tư, bán lại phải lỗ tùy vào giá đi xe đó. Em Yên rất sợ khách hàng hiểu lầm để đánh trường hợp là cãi nhau rồi mất uy tín của cửa hàng em Yên, nên cứ nói rõ từ đầu thì rất chi là dễ mua gì bán luôn nha mọi người. Tiếp tục anh chị em bạn bè theo chân em Yên nhé. Còn rất nhiều xe đang chờ đón quý anh chị em bạn bè xem và tham khảo nhé. Đấy, một anh trai này. Anh trai này là mua đây là 2 chiếc, 3 chiếc rồi này. Ngày hôm nay là xuống đây ủng hộ em Yên. Xin cảm ơn anh trai rất chi là nhiều luôn. Chưa xong hả anh? Dạ, đây. Đó, tiếp tục mọi người theo chân em Yên nhé. Ở đây còn rất nhiều xe luôn nhé. Đấy, con này ra quay lại đi, hôm qua tối quá. Bên Hooter này, VSX này. Đó, quay hết luôn. Đây, em Yên đang dưới. Anh ơi, đây con này ra đây cho rõ được không? Đó. À, quay một chiếc quay Alpha trước nha mọi người. Vâng, trước màn hình của tất cả quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần, em Yên đang quay một chiếc quay Alpha đầu nồi Dindex đăng ký 2012. Và xe này có một số lỗi như sau. Đây, đó, quay ký cho mọi người. Đây, đó, cái miếng này vỡ luôn. Thường thì những cái xe này thì nếu như mà mua buổi sáng hoặc là ngày hôm qua thì em Yên sẽ mua cái đồ mới về thay cho đẹp cho mọi người luôn. Nhưng mà tại vì xe vừa đổ xong, em Yên chưa làm gì hết thì đưa ra quay cho mọi người xem. Xe vỡ một miếng ở đây, quay rõ chi tiết cho mọi người xem luôn nhá. Và bên này một miếng nữa, đó, ok chưa? Đó, quay ký chi tiết. Ngoài hai lỗi lầm này thì xe không còn lỗi lầm gì hết đấy nha mọi người. Và đặc biệt đầu nồi còn rin máy chạy êm, chạy khỏe, chạy bóc nha. Đó. Đèn còi xi nhan hoạt động tốt, đầu nồi máy êm ru. Chỉ vớ ở trước đầu cái đó mình thay, nếu như mình thay đồ rin này tầm khoảng 300-400 ngàn đồng. Đó, dàn chân ốc tán còn sạch và đẹp nha. Đằng sau này cũng cực kỳ đẹp luôn. Đó, tem đến cái tờ xe máy nổ không nghe tiếng luôn. Dàn chân này, đó, mấy lốc máy đi lâu ngày nó trầy nhá. Trầy nhẹ một giá tí chưa quay rõ nét để đánh được hợp. Lại mọi người lại báo là đặc biệt anh chị em bạn bè ở xa. Em Yên rất sợ là bán cho một chú tất cả quý anh chị em bạn bè ở xa. Thường thì những khách ở xa em Yên phải quay thật kỹ chi tiết để mọi người xem, để đánh trường hợp là mọi người về nhận xe không ưng ý. Nhiều khi là không nhận được tận mắt, quay qua YouTube thì cũng chỉ được 80-90% thôi. Không thế nào mà mình sống như mình xuống đây 100%. Nên là những với khách ở xa thì em Yên rất chăm chút kỹ luôn nhá. 5921-07428 ạ. Và với Alpha như thế này bị lỗi như vậy nhưng đầu nồi còn rin, đăng ký 2011-2012 luôn. Máy êm thì thầm như xe điện, lỗi ở hai miếng nhỏ ở đây. Và em Yên xin phép bán chiếc xe này để cho tất cả quý anh chị em các bạn với giá chỉ có 8.500.000 đồng. Nếu như một chiếc xe đẹp như thế này em Yên có thể bán 9.500.000 đến 10 triệu, nhưng vì có lỗi ở đây
Đó, lối ở miếng này và ở đây thì em Hiền xin phép bán rẻ 8.500.000 đồng một chiếc quay alpha, và quan trọng nhất đầu nồi còn đinh nha mọi người. Đầu nồi còn đinh đét luôn. Đó, chưa rửa thôi, trời ơi tối một tí nha. Đó, giá bán là 8.500.000 đồng. Ai thực sự quan tâm liên hệ cho em Hiền. Và đặc biệt tất cả những xe em Hiền báo giá ở đây là cố gắng báo sát nha, chính xác rồi nên mọi người đừng trả giá tội nghiệp em Hiền nhá. À, và tiếp tục trước màn hình của quý anh chị em và các bạn, một ba cặp song sinh da nớt cực kỳ thì siêu đẹp siêu yêu luôn. Và đầu tiên em Hiền sẽ giới thiệu một em màu đỏ trước. À, hình như cái màn hình em Hiền hơi bị lỗi nha mọi người, không biết tại sao. Đó thì nếu trong quá trình quay mà hơi mờ thì mong anh chị em bạn bè cũng thông cảm cho em Hiền nhá. Đó đây này, da nớt màu đỏ này. Đó, dàn chân ốc tán bao đẹp luôn nhá. Đi nóc rất chi là nhiều luôn, và đặc biệt máy bao êm. Một chiếc da nớt phải nói là siêu siêu của cọp luôn, không phải cọp bình thường. Đó, đây này, inox rất là nhiều luôn, đồ chơi nhiều. 70L163725. Tất cả anh chị em bạn bè đến với cửa hàng bên em Hiền sẽ hỗ trợ sang tên đối chú luôn. Và lưu ý giúp em Hiền là hỗ trợ sang tên, không phải bao sang tên nhé. Để tránh trường hợp một số anh chị em bạn bè xuống đây báo là ủa sao báo hỗ trợ sang tên nhưng mà giờ mua thì lại tính tiền phí. Tại vì những xe em báo giá ở đây là chưa kế tiền sang tên. Đấy, mong mọi người hiểu rõ và thông cảm cho em Hiền nhé. Đó, một chiếc xe phải nói là siêu cọp luôn nha mọi người. Không tìm ra tỉ vết, không tìm ra lỗi lầm nào luôn. Và giá công khai cho chiếc da nước siêu đẹp, siêu eo ngày hôm nay tại xe Mại Tinh Đoạn, em Hiền xin phép bán với giá 18.500.000 đồng. Nếu quý anh chị em bạn bè thực sự quan tâm thì nhanh tay xuống đây ủng hộ em Hiền nhé. Hai chìa khóa rin đeo xe, mua đâu cũng vậy, mua tại cửa hàng bên em Hiền. Được test thử, được chạy thử thoải mái, được khi lấy, được chạy thử cả một tuần luôn. Và thậm chí cho thầy thờ đến trực tiếp test thoải mái. Nên mọi người cứ thoải mái tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc xe vừa ý nha mọi người. Và đây, hai chiếc xe này ngày hôm qua em đã báo giá rồi. Em này là 18.500.000 đồng, em này là 19.500.000 đồng, mới chạy được 2.500 cây thôi. Nói chung là hai những chiếc xe ngày hôm nay toàn xe cực kỳ siêu phóng luôn, phải thuộc dạng top, vừa là hoa khôi hoa hồng hết nha mọi người. Đó, và biển số của nó là bao nhiêu quay luôn nha mọi người, đừng xem nhá. 70L155321, 70D141051. Giống như mình có duyên với số 70, hay là hôm nay đề ra số 70 mọi người ơi. Em Hiền đùa vui nha, không phải yêu cầu mọi người đánh đề là chết đấy. Anh chị em các bạn là cười em Hiền nữa. Và giá công khai nhá, 18 năm, 19 năm. Đó, hai em màu đen, màu đỏ này 18.500 này. Em này là 19.500, mới chạy 2.500 cây thôi. Thì mọi người cứ xuống đây trực tiếp xem che thoải mái lựa chọn nha. Wow, trước màn hình của quý anh chị em và các bạn, đây em Hiền là review một chiếc xe siêu cọp siêu yêu đây ạ. Một chiếc Way Alpha màu trắng tinh khôi, đăng ký 2016 và xe bao đẹp luôn nha. Đây mọi người ơi, không một tì vết luôn, bao đẹp nha, không một tì vết, không một lỗi lầm luôn. Quá xuất thần một chiếc Way Alpha. Lưu ý giúp em Hiền là Way Alpha hàng bỏ máu nha mọi người. Quay alpha máu 100, hàng bó máu, dàn chân nóc tán bao tê bao phê luôn. Quay đến đâu đẹp đến đó, không đẹp không lấy tiền nha mọi người. Phuộc này sáng bóng luôn, xuất thần luôn mọi người ơi. Không đâu đẹp, không đâu tìm ra được chiếc xe đẹp như thế này. 67G148330. Và ngày hôm nay em Hiền xin phép được bán chiếc xe quay alpha hàng bó máu như đẹp như thế này, 2016 luôn. Máy không nghe tiếng luôn mọi người ơi, sợ chưa? Đấy, nếu mọi người đang đi tìm kiếm những chiếc Way Alpha thì nhanh tay chốt con này cho em Hiền. Đừng chần chừ, đừng ngần ngại vì không có con thứ hai đâu ạ. Giống như con Novo 6 ngày hôm qua, 5 giờ sáng đã có một bác trai xuống canh cửa nhà em để mua rồi, là biết được cái độ đẹp của xe như thế nào. Cảm ơn bác rất là nhiều, rất thương luôn. Bác cũng không gọi điện cho em Hiền không biết ngủ dậy bác báo. Bác canh cửa nhà con nó từ 5 giờ uống hết 3 ly cà phê luôn. Đó, có nhiều khách cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương như vậy mọi người. Đó là một động lực để em Hiền càng cố gắng đi kiếm thật nhiều xe đẹp, thật giá hợp lý để phục vụ tất cả quý anh chị em các bạn nha mọi người. Đó, con này là biển số 67G148330. Giá công khai với quý anh chị em các bạn 13.500.000 đồng nhá. Đó, và tiếp tục mọi người cùng theo chân em, còn rất nhiều xe ở phía trước này để mọi người cùng xem và tham khảo nhá.
Vâng, trước màn hình của quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần, em Hiền đang review một chiếc Jupiter đăng ký cuối 2018 68G162052. Đó, phuộc hơi cực kỳ đẹp luôn này. Xe dàn chân mọi người ơi, cực kỳ cực phẩm luôn nha. Sáng tươi luôn nha. Em đi theo xe luôn, quay đến đâu đẹp đến đấy nha mọi người. Màu này gọi là màu đen kết hợp với màu xám lông chuột. Màu đen kết hợp với màu xám lông chuột. Đời cuối 2018, xe có đầy nhè một xíu ở đây nha. Quay rõ luôn nha. Cái này em liền sẽ nhận tuốt lại cho mọi người đẹp một chút. Đó, nhiều khi xe cũ thì không thể nào mà hoàn hảo 100% được. Kể một số anh chị em bạn bè bảo là mua xe về phải thay, ví dụ như là công tơ mét hay là bố thắng, thì mong mọi người lưu ý cho bên miền. Thực ra bên em miền cũng là mua bán xe cũ nên là không thể nào hoàn hảo như xe mới. Em miền bảo hành máy móc, còn riêng mấy thùng thùng lặt vặt thì mong anh chị em bạn bè cùng em miền hỗ trợ để chiếc xe được ngon hơn nha mọi người. Jupiter màu xám đen lông chuột và giá công khai để tất cả quý anh chị em với giá là 18.500.000 đồng nha mọi người. Đời 2018, xe cực kỳ đẹp luôn. Đó, lốc máy đinh đét này. Đây, cực kỳ sáng bóng luôn. Mọi người ơi, qua đây em Hiền có một cái nickname á ở trên YouTube là mỗi lần mấy em Hiền đăng tin lên là cứ vào xuống comment là chửi em Hiền tối tá luôn. Mà không biết là em Hiền có làm gì sai với vị khách đấy không, tên là Sùng Lam à? Tùng Lâm hay là Sùng Lam gì đấy. Thì em Hiền xin gửi với bác khách đó rằng mình sống á, là đừng có để lại, nói chung là những cái gì đó nó không vui cho cuộc đời bác. Tại vì em không có làm gì với bác đúng không? Cơm bác ăn, đó, áo bác mặc, cơm nhà em ăn, áo nhà em mặc. Nói chung là mình buôn bán, biết đâu là đối thủ cạnh tranh thì em không biết. Nhưng mà ngày nào em miền mà, nói chung là mới đăng lên là chửi tối tá luôn. Chửi gì tào lao ở đâu ra đó. Thì em miền không biết bác là ai mà cũng không biết có hận thù gì với em không. Mà tại sao ngày nào cũng đưa lên chửi em quá trời chửi luôn. Đấy, mà bác chửi thì chỉ có bác mang nặng nghiệp thôi, còn em thì chẳng mất cái gì hết. Cái này là gầm quay RSX siêu nhân. Con này là em Hiền để kế cho mọi người luôn. Vừa đối xe xong giờ luôn. Và em Hiền báo anh ơi, anh lột cái keo lên cho nó đẹp đi, để em quay vô nhìn nó đẹp. Thế là chồng em lột, không ngờ là lột nguyên cả tem luôn nhá. Mọi người lưu ý là không phải sơn lại đâu này. Tại vì là lột em Hiền còn có giấy ở đấy cho mọi người coi, đừng nghĩ là mới sơn lại. Tại vì xe này là em vừa đối con bờ led xong thì lột keo ống lột kiểu gì mà lột nguyên cả tem hết trơn đây này. Thì ngày mai em Hiền sẽ phải mua bộ tem bó vô cho mọi người. Xe này máy thì cực kỳ kinh khủng luôn rồi. Đời lốc xám, đời sau mà. Nhá mọi người, rất đẹp luôn. Vào xe này thì quay đấy đời 2014 đầu nồi zin. Đó, màu này là đời lốc xám, là đời sau cùng. Và em Hiền sẽ bán giá là 9 triệu đồng. Mọi người ơi, 2 chìa khóa zin theo xe luôn. Và cái máy của nó thì không thể nào bàn cái được nhá. Kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ êm và đẹp luôn. Mỗi tội mất bộ tem cho ông Đoàn. Đấy, giờ phạt nặng tội ông Đoàn. 62112417. Tối nay không cho ngủ với vợ nữa. Tối nay là cho ngủ riêng ra nha. Tội là lột cái keo xe mà lột hết cả cái xe đẹp như thế này. Lột luôn của em Hiền mất tiêu rồi. Đó, bây giờ em Hiền thì mở cái mà ngồi coi nhá. Gương còn ở trong này luôn nhá. Đây, rất đẹp luôn. Quay đấy rất siêu nhân này, màu xám cực kỳ đẹp. Cái này mai dán bồ tem vô nữa là gọi như là vịt hóa thiên nga liền luôn, đẹp lắm. Đây, quay rõ cho mọi người nha. Rất đẹp, không một vết đầy trước thôi. Tại vì dán keo nguyên con em Hiền lột ra nhá. Máy em đầu nồi trên đét, giá công khai 9 triệu đồng. Mọi người quan tâm thì ủng hộ em Hiền nhá. Vâng, và đây em Hiền xin phép review cho quý anh chị em và các bạn một chiếc Sirius FI dán keo nguyên con. Đó, bánh mâm thắng đĩa vô đĩa kiếng nhá. Và xe thì có thầy ở đây mọi người. Đây, thầy đây. Thầy đây tay thắng này. Đó, để rẻ cho mọi người 9.800.000 đồng nhá. Rất rẻ luôn. Cái này lột keo ra cực kỳ đẹp luôn. 65H113569 nhá. Một chiếc Sirius đang dán keo nguyên con. Đó, máy móc riêng nguyên bán từ đầu tới chân luôn. Cặp kiểu gương yếu luôn này. Nha mọi người. Đó, đây tem đồ trên cái này là một lớp keo này. Dàn chân nóc tán bao đẹp luôn, máy êm. Thì thầm nha.
Mà cái này là keo dính vô này, chưa lột đó. Đó. Và giá công khai là 9.800.000 đồng nhá. 65H113569. Ai quan tâm thì ủng hộ em Hiền nhá. Và chiếc phu trợ 84K120765. Đó. Dàn chân nó tán bao đẹp luôn nhá. 17.500.000 đồng. Đời 2017 nha. Đẹp nha. Có trầy nhẹ một tí thì lát em mai em chuyển sẽ tuốt lại cái đẹp. Inox rất chi là nhiều luôn nha. Vô quá nhiều inox luôn. Em hiện đề thứ mấy cho mọi người nghe luôn. Nói chung dòng phút rơi thì khó phim bàn cái rồi. Và đây nha mọi người, một chiếc Winner siêu cọp này.